Vào khoảng 8 giờ 20 phút hôm nay, mùng 3 tháng 5, tại km 74+150 trên quốc lộ 5 chiều đường Hải Phòng - Hà Nội, thuộc thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong. Vào thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 34AS27303 do anh Nguyễn Việt Anh sinh năm 2003, thường trú thôn Bằng Lai, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, điều khiển hướng Hải Phòng - Hà Nội, va chạm với xe máy biển kiểm soát 15C1-17720 do anh Phạm Văn Trung sinh năm 1993, thường trú xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, điều khiển lưu thông cùng chiều, làm cả hai phương tiện đổ ra đường. Anh Nguyễn Việt Anh đã bị xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15H01165, phía sau kéo rơ móc biển kiểm soát 15R16064 do anh Phùng Văn Sóng sinh năm 1983 ở huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng điều khiển chèn vào người và tử vong tại hiện trường. Được biết, từ đầu năm đến nay, trên quốc lộ 5 đoạn đi qua địa bàn tỉnh xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 23 người.